Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về tựa game Hải Tặc Origin đang quảng cáo rầm rộ trên Facebook đó. Thì thôi, mình cũng tìm được cái bản cài của nó về test thử cho các bạn xem như thế nào. Đây chắc chắn là con game sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 3 nha các bạn ơi. 28 nhỉ? Đấy, nói chung là 27 28 gì đấy, không nhớ lắm các bạn ạ. Ở đây là cái đồ họa của nó nha các bạn, cho các bạn xem luôn. Đây, đi chiến đấu. Ai trời ơi, mình cũng vượt ải nhiều phết này, đến tận chương 4 rồi chứ không phải là đùa đâu các bạn nha. Đấy, đồ họa thì kiểu anime cũng khá khá giống gọi là Hải Tặc Đại Chiến đấy các bạn ạ. Được, nói chung là game màn hình ngang. Mình biết là đối với những bạn nào mà chơi game Monpy anime các kiểu thì thích kiểu màn hình ngang hơn là màn hình dọc. Cũng có khá là nhiều tựa game Monpy ra mắt rồi nhưng chơi màn hình dọc các bạn méo thích cái xảo ấy. Nên là thôi, nên là mình sẽ review cho các bạn một con game màn hình ngang lưỡi. Đấy, đánh nhau thì kiểu như thế này, nhưng tầm này thấy Mihawk khỏe quá các bạn ơi. Ôi dồi ôi, khởi đầu của mình thì đúng có ba con tướng rồi các bạn ạ. Ừ, đầu tiên thì chỉ có mỗi là Luffy với cả Zoro thôi. Luffy đầu tiên còn là bậc B thôi. Xong mãi mới nhặt được thêm là mấy viên đá nâng cấp lên bậc A. Còn đâu thì có thêm Nami đi làm nhiệm vụ. Zoro cũng thế. Nhưng mà mình thấy là đi làm nhiệm vụ trong cái phần giai đoạn ấy, chả hiểu sao gì cái giai đoạn. Chắc là đại hải trình hay cái gì đấy. Bảo giai đoạn ảo thật. Rồi, đây thì có thêm những cái nhiệm vụ khi mà đi vượt ải. Đấy, thì là mình nhận được thêm mấy cái vé. Nhận được thêm mấy cái vé thì bây giờ là mình sẽ có thể là đi rút thẻ nha các bạn. Đây là cái giao diện rút thẻ. Nhìn nó hơi rối tí các bạn ạ. Phải công nhận là nhìn nó hơi rối. Nhiều tính năng quá rối quá trời. Đây, nhiều kiểu chiêu mộ phết. Đầu tiên là có chiêu mộ kiểu sự kiện ấy. Thì nó cái này khó kiếm lắm các bạn ạ. Mình làm sự kiện mãi. Chắc là phải làm những cái kiểu ở đây. Thử x1 phát xem ra gì ạ. Ôi dồi ôi, mảnh như này. Nhiều mộ thêm phát nữa đi. Rồi, toàn là mảnh thôi. X1 thì toàn là mảnh đấy các bạn nhé. Tiếp theo, đó chính là chiêu mộ về thủy thủ. Thì ở đây là X10 đây này các bạn này. Ý, trời ơi, được một em lo bậc S và chopper bậc A nha các bạn. Tiếp tục chiêu mộ X10 phát nữa đi xem nào. Lại thêm một em bậc S nữa nhưng chỉ là Moria mà thôi. Tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem dàn tướng ở trong này như thế nào nha. Kiếm thêm được một chiêu mộ nữa để có thể là chiêu mộ ra. Đây này, mình thấy là cái chiêu mộ đủ 36 lần thì phải là sẽ chắc chắn ra một thủy thủ bậc xịn sò con bò hay sao á. Ừ, mỗi lần rút X10 chắc chắn nhận được tướng cấp A. À, tức là rút thêm 14 lần sẽ nhận được tướng S thôi chứ không phải là SS đâu. Ở đây mình thấy SS là cao nhất. Tích lũy rút này. Đang có sự kiện, tức là trong vòng 7 ngày đầu 150 lần. Ui, rút được tận em Nami bậc SS này các bạn. Ngon. Chiêu mộ tình bạn thì phải đi kết bạn, sau đó là mình sẽ tặng quà cho nhau hàng ngày. Và có cái điểm đấy thì mình sẽ kết bạn được. Mình xem con tướng mình vừa nhận được xem nào. Lo này. Bộ skill đây. Gây sát thương bằng 100% công lên một địch. Tiếp theo, skill nộ này. Hiệu quả trị liệu tăng đến 129% công. Ủa, áo đấy. Tướng hỗ trợ à. Tiếp tục. Đây, skill bị động này. Công thường cường hóa. Ui dồi ôi, cứ bắp thế. Nói chung là bậc S mà các bạn. Ok, đây là Moria. Thì để mình xem tướng tiếp các kiểu như thế nào nhá. Đây, vào sổ tay cho các bạn xem này. Đây, được kích hoạt luôn. Một ông, hai ông, bậc B thôi. Ủa, Moria là tướng tiên phong các bạn nha. Tiếp tục là sát thủ này. Hả? Lo là sát thủ á? Sát thủ do lại skill gì tăng máu nhỉ? Ảo thật đấy. Hỗ trợ này. Bậc A này. Rồi. Đây, cho các bạn xem dàn tướng luôn. Tướng SS thì mình có Akainu Magellan này, bởi vì là mình click vào nó cũng chả hiện ra nhân vật đâu các bạn ơi, nó bị khóa rồi. Khi nào sở hữu thì mới có thể là xem được cơ. Buồn quá trời. Đây, Joju thì cũng là bậc SS này. Franky thì cũng là bậc SS luôn. Chinbi thì là bậc S thôi nha các bạn. Đây là có Bartholomew, có Moria này, có Kuma này, có Zouden này. Zouden cũng chỉ là bậc S thôi nhá. À, Crocodile này. Rồi đấy là hết để tướng tiên phong nha các bạn. Chiến binh thì giai đoạn đầu là mình nhận được đây. Ông Luffy đây. Tiếp tục là Do Flamingo này. Ace thì cũng chỉ là bậc S thôi. Phan Hancock thì cũng vậy. Kid, Lucy, Sanji, Robin, Carrot.
Kizaru Fujitora này. Ồ, mấy tựa game kiểu như này mình thấy Fujitora thuộc tầng lớp khá là ok nha. Sabo này. Tiếp tục sang bên sát thủ. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là sát thủ là có nhiều tướng nhất với 27 vị tướng. Còn lại những cái hệ khác thì ít hơn, 19 này, 20. Hỗ trợ thì còn có 18 thôi. Sát thủ này. Đấy, mình có lo là một này. Momoka này, Cavendish, Zoro và Get End luôn này các bạn này. Ồ, có đấy. Tìm cách để sở hữu được Zoro mới được. Tashigi Brook này, Usopp cũng bằng Get End luôn này. Shiryu, Vista này. Trời ơi, Vista bằng Get End luôn ạ. Mihawk này cũng mạnh này, Katakuri, Ben, Shang và Rayleigh. Hỗ trợ thì đây, Aokiji luôn nha. Chất chơi nha, Mako này. Kacharo, Nami luôn này. Đấy, đang có sự kiện chiêu mộ 150 lần này được em Nami đấy các bạn ơi. Chopper, Perona, còn lại một số vị tướng bằng S đây. Shira này, Shiza, Ivankov, Apu. Thế thôi, đơn giản là về dàn tướng như vậy nha các bạn. Ủa, chú Shang đâu nhỉ? Rõ là lúc nãy mình nhìn thấy Shang mà sao đây lại không nhìn thấy nữa nhỉ? Chiến binh như nào? Hả? Ủa? À đây, Shang đây, ừ quên. Chú Shang đây này. Đó, ok nha, đấy là về dàn tướng nha các bạn. Một số những cái tính năng để cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy loạn không? Nếu như mới đầu nhìn nó loạn vãi. Tướng đấy. Xếp đội hình ở đây nha các bạn. Đội hình này. Đó, bây giờ vứt vào. Ấy, còn tướng bậc S là phải vứt vào luôn nha các bạn. Hiếm lắm mới có một em tướng bậc S đấy. Đùa đầu, lưu đội hình phạt. Tầm này chắc là mình phải đọc lại cái bộ skill của em lo xem nào. Lý do làm sao em nói là sát thủ ta. À đây, tức là gây sát thương 118% công lên toàn bộ địch. Hồi HP cho tất cả đơn vị phe ta. Tương đương với 110% công luôn đó. Ủa, hồi nhiều thế cơ. Ây à, được đấy nhở, skill này hay này. Rồi, nếu như mà lên được 2 sao thì sẽ tăng hiệu quả trị liệu này. 4 sao thì gây thêm sát thương này. 6 sao thì tiếp tục tăng hiệu quả trị liệu. Ồ, hay phết các bạn ơi. Càng nâng cấp được sao nhiều lên thì nó càng hay nha. Và ở đây thì mình thấy mỗi một con tướng thì chúng ta sẽ đều có 4 cái duyên phận nha các bạn. Đấy, kích hoạt duyên phận một cái là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là múc được những cái quả hiệu ứng ngon lành kình đào nha. Chỉ số tăng lên khá nhiều. Đấy, yêu cầu tất cả thành viên đạt 1 sao, nhận tất cả tướng lo tốc độ cộng 10%. Hợp lý luôn. Được. Ngon lành này. All in và lo nhỉ. Tầm này thấy có mỗi em lo ở đây thôi. Thì mình chơi và lo chứ biết làm sao bây giờ. Hệ thống nhiệm vụ này các bạn. Có nhiệm vụ ngày này nhận luôn. Tí nữa sau khi review hết đây mình sẽ đi đánh thử với cả em lo nha. Đây có phần hướng dẫn này. Hướng dẫn này thì mỗi khi mà chúng ta làm xong một cái nhiệm vụ gì đó mà người ta hướng dẫn trong này thì mình hoàn toàn là có thể nhận được kim cương đấy các bạn. Ở đây là cái gì đây? Có thêm vé này các bạn này. Ok, sự kiện đấy. Nami New World đấy. Chiến lạnh các kiểu này cũng là một nơi để cho chúng ta kiếm thêm khá là nhiều mảnh tướng cũng như là kim cương nha các bạn. Đấy, về cơ bản là như thế này. Nạp đầu thì đó chính là Ace. Wow, bậc S thôi. Nhưng mà nạp đầu mà 9,9 đô, 10 đô, 200k. Ồ, là được luôn Nami này các bạn này. Hey. Rồi cái chứ. Và mình thấy còn có sự kiện là nhận được thừa tướng Luffy này các bạn này. Luffy 3S luôn ấy. Là đến level 200 thì mình sẽ có thể nhận được. Ấy chà 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 chà. Căng nhế. Ui. Được này. Ha. Hợp lý các bạn ơi. Đây. Đạt level 200 nhận được luôn. Rồi, ngon lành nhỉ. Vị tướng này là mình không thấy có ở trong cái phần sổ tay này đâu nha. Chắc là tướng xịn đấy. Hừ. Đâu, thế để mình đi tiếp tục là rút thẻ thêm một phát nữa xem như thế nào nha. Chiêu mộ X10 đây. Đây rồi. Ui ôi, 5 mảnh Shirahoshi. Ôi. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Là rút X10 hai lần đầu á, thì các bạn kiểu gì là cũng sẽ ra tướng bậc S. Đấy. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì các bạn cứ chơi thử mà xem. Tạo một tài khoản, chắc là hai lần đầu hoặc ít nhất là phải một lần đầu gì đấy. Là kiểu gì các bạn có một tướng bậc S. Thế thì các bạn phải xem là tướng bậc S này có ngon không. Nếu như mà trong số những vị tướng thuộc là sát thủ á thì chơi được. Còn nếu không thì các bạn nhớ roll lại ác nhé. Tạo một tài khoản khác mà chơi không thì nông dân sẽ rất là khó. Đấy, ví dụ như các bạn rơi vào mấy em kiểu hỗ trợ á thì đi đánh ở giai đoạn đầu rất khó luôn. May nào mình đã ra đều lo. Hợp lý.
Ok, thế đi chiến đấu thử thế nào. Vào phát xem nào. Chiến đấu. Ở đấy, đội hình của mình như thế này, chiến đấu luôn. Không biết là với sức sát thương của Lo thì mình đã đánh thắng được Mihawk này chưa? Ôi chào. Chưa rồi. Máu trâu lắm các bạn ạ. Ôi chào. Ui dồi. Như gãi vậy. Khó đấy. Ui dồi. Thế được vượt ải trong này hơi khó rồi. Thật sự với các bạn luôn, ở trong này vượt ải hơi bị khó luôn nha. Để mình ra xem kiếm cái gì để có thể là nâng cấp level tướng lên cho nó mạnh, chứ không như này khó quá. Đấy, thì có lẽ là các bạn sẽ ngâm cứu thêm nhé. Khi mà game ra mắt chính thức. Còn về những cái hệ thống gift code thì chắc chắn là mình sẽ cập nhật cho các bạn nha. Nên là các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like đây để mình làm động lực cập nhật thêm nhiều code cũng như là hướng dẫn các bạn chơi tựa game này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, mình là các bạn. Bye bye.